Cùng với biến động của lãi suất tiền gửi ngân hàng, ngay trong phiên giao dịch đầu năm 2024, hôm qua giá vàng trong nước tăng giảm giữa sáng và chiều. Các chuyên gia dự báo giá vàng trong năm 2024 tiếp tục sẽ có những biến động. Đầu giờ chiều ngày hôm qua, giá vàng 4/9 của SJC giảm 1 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và cả chiều bán ra, còn 75.500.000 đồng một lượng so với lúc sáng được niêm yết ở mức bán 76.500.000 đồng một lượng. Phần lớn các chuyên gia cho rằng vàng có khả năng duy trì đà tăng trong năm nay nhờ nền kinh tế suy yếu, lãi suất giảm và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Giá vàng trong nước cũng được các chuyên gia dự đoán sẽ tăng trong năm 2024 do chịu tác động từ giá thế giới. Vài tháng tới, sức cầu đối với vàng được dự báo ở mức cao do một số nước châu Á, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, vào cao điểm tiêu thụ vàng trong năm.